yên vui. Sape uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apya paccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu arogha hontu sampatti hi samvicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sape vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy. Con đã xong phần lễ bái Tam Bảo sáng nay. Với những phước lành tạo được do sự lễ bái Tam Bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên, ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:30 sáng giờ Việt Nam, đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, không biết sư có mặt trước máy hay không. Dạ, xin cho con biết tín hiệu. Dạ, con xuống mic mà không thấy ngài cầm mic lên để bắt đầu chương trình, thì con xin đỡ mic một chút. Dạ, bây giờ con xuống lại. Dạ, nếu sư có mặt trước máy thì đỡ mic để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Tịnh Tâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Chánh Ngộ, chị Mách Ta. Mến chào Trang Thư, mến chào Nguyên Tịnh, mến chào Thi Lâm, mến chào Thiện Vũ, kính chào Karuna, mến chào Huynh Giang Nhật Hà, mến chào Tịnh Tâm,
Kính chào chị Hai Thiên. Kính chào Tâm Hạnh. Mến chào Sích Tina. Mến chào Sích Hồng Mai. Kính chào Sích Kim. Một lần nữa con thành kính thảnh lễ Chư Tôn Đức và Nhật Quỳnh. Kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Huynh Chánh Ngộ đã thay mặt Đạo Tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Và kính mong Đạo Tràng hoan hỷ cho trong giây lát. Có lẽ Ngài có việc gấp ở dưới chùa nên Ngài không có cầm mít. Dạ, Đạo Tràng hoan hỷ. À, chờ một chút xíu ạ. Dạ, có lẽ là Ngài có việc gấp, chắc là có khách hay đó, nên Ngài không có cầm mít được. Dạ, bây giờ Ngài đã trở lại Đạo Tràng chưa bạch Ngài? Nếu Ngài trở lại Đạo Tràng, Ngài cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến Ngài ạ. Dạ, vậy Nhật Bình xuống mít nha quý vị. Nhật Bình đẩy đỡ cái bài kinh của Đại Đức Pháp Tính tụng kinh Châu Báu. Rồi khi nào mà Ngài đến, Ngài có tín hiệu thì Nhật Bình xin phép bỏ tay xuống chứ đẩy vào cầm mít không biết nói gì. Nói bậy thì ăn cháo lương thì chết chắc luôn á. Rồi vậy Nhật Quỳnh xin xuống mít nha. Dạ, nếu Ngài trở lại thì Ngài cho con một tín hiệu, còn chưa thì con xin phép để bài kinh tụng trước ạ. Thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan nghĩ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ kỳ nhân loại, vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phạm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni kim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với trong ngôn này nam mô Bụt Thầy nhé, nam mô Thầm Mai nhé, nam mô Sân Khai nhé. Sám hối đạo tràng tiếng ha. Cũng đã 4:36 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học ngày hôm nay. Cô Phật Ngôn 376 ha. Nghe không rõ ha? Không nghe được ha. Rồi vị nào nghe được? Alo. Hay là chúng tôi trục trặc thế nào đây? Như vậy là Sita nói dở quá không thèm nghe ha, rồi bỏ chạy luôn. Câu Phật Ngôn 376 hôm nay chúng ta sinh hoạt và cũng kết thúc một loạt các câu Phật Ngôn luôn. Rồi bây giờ Sita nghe rõ rồi ha. Rồi cảm ơn. Trước khi đi vào bài học, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt Thô Ma Hê Si Á Răng Tát Tha Gá Tô Lô Cô Tát Mô Sát Quá Gá Lô Hí Chê Tha Cô Lô Cá Sá Sá Tha Chá Na Đầm Má Cô Quý Đô Quỳnh Đà Má Hành Tăng Nó Rá Phù Chá Này Gia Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Chó Trăng Tối Thượng Vô Chủ Tri Năng Vô Lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân,
đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Ta Sa Sát Thu Nô Lô Ca Nam Mạn Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Sắc Bà Nhô Bút Tháp Bà Thị Phụ Thị Sành Nhá Tô Hoàn Đà Má Hành Tăng Nga Rá Phụ. Cho này giá cần Pháp Bảo Vi Nhân Vạn Như Lai Xoay Sáng Rập Mạng Vô Minh Phá Tăng Lầm Lạc Dũng Sinh Đề Dân Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin lãnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu vi su thô chú ca ta sa sa vô cô sích kha chú ca mô vô ca thầm vô sích kha cô nín đà vô sân sa đi hà nà đà rô vô rô vành đà mô hành tăng nà ra phù. Cho này giác cần tăng bảo trên con Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tê giá tê chê, nát sách khá mê ê, tu á, thanh năng tác xà bí à, nút qua về, nát xa hạ xà dê, nát sách chạch tú, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tâm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học, đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia, Phần Tấn Dương, ơn Đức Tâm Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Alo, đây là một câu Phật ngôn đã chỉnh sửa rồi ha. À, quý vị nếu mà căn cứ vào trong sách vở thì có những cái điểm sai biệt, nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng đã chỉnh sửa rồi, thì quý vị căn cứ theo cái câu Phật ngôn mà chúng tôi đưa lên ha. À, lấy cái này làm chuẩn. À, chứ còn nếu mà nhìn vô trong sách vở thì cũng có chỗ này chỗ kia, nó không giống như ở đây. Rồi chúng ta hoài nghi nha. Bởi vì đối với đạo tràng này, khi chúng ta học có một cái chỗ nào mà nghi ngờ quan trọng, chúng ta đi thẳng vào căn ngữ, đi thẳng vào cái từ đó để hiểu cái ý nghĩa của từ đó như thế nào. À, thì mong rằng quý vị học cho họ. Khi mà hỏi xong thì quý vị mới hiểu. Hiểu rồi thì đâu mới nhớ để chúng ta đem ra thực hành ha. À, bây giờ đi vào câu Phật ngôn 376 như thường lệ. Chúng tôi xin đọc trước. Pati santha ravutyasa Pati santha ravutyasa Pati santha ravutyasa. À, như vậy thì quý vị nghe cái giọng đọc nó cũng hơi kỳ kỳ ha. Ai câu số 2. A cha ra cú sa lô si ya A cha ra cú sa lô si ya A cha ra cú sa lô si ya. Bây giờ chúng ta ôn câu 1, câu 2. Ma ti san tha ra vô ya ha ya sa a cha ra cú sa lô si ya Bati san tha ra vut yasa cha ra ku sa lo si ya Bati san tha ra vut yasa cha ra ku sa lo si ya. Qua câu số 3, câu số 4. Ta to ba mok cha ba hu lo Ta tô ba mốc cha ba hu lô Ta tô ba mốc cha ba hu lô. Câu số 4. Đúc khá san tăng ca rít sa si Đúc khá san tăng ca rít sa si Đúc
Dukkha-santang-karissasi. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Tato-ba-mok-cha-pa-hu-lo-dukkha-santang-karissasi. Tato-ba-mok-cha-pa-hu-lo-dukkha-santang-karissasi. Tato ba mok cha pa hu lo duk kha san tăng ca ri sa si. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn này. Bati san tha ra pu ya sa a cha ra pu san lo si ya ta to ba mok cha pa hu lo duk kha san tăng ca ri sa si. Bà-ti-san-tha-ra-vu-ti-ya-sa-a-cha-ra-ku-sa-lo-si-ya-ta-to-ba-mo-cha-pa-hu-lo-lo-ka-san-tăng-ka-ri-sa-si. Đó là một cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai: Bà-ti-san-tha-ra-vu-ti-ya-sa-a-cha-ra-ku-sa-lo-si-ya-ta-to-ba-mo-cha-pa-hu-lo-lo-ka-san-tăng-ka-ri-sa-si. Cách thứ hai này chúng ta đọc hai câu ha, bởi vì cuối câu số 2 đó là truyền âm. Bati santha ra vut ya sak a cha ra ku sa lo si ya ta to ba mok cha pa hu lo duk kha san tang ka re sa si. Đó là cái giọng kinh ha. Hai, quý vị thấy giọng kệ, à, đây là một câu tám từ phải không? À, vậy thì chúng ta chia ra làm hai. À, chúng ta chia làm hai. À, và câu một và câu hai luôn luôn nương với nhau ha. Thì chúng ta sẽ có được một giọng kệ. Ba đi san tha ra vút nhà sàn a cha ra cú xa lô xì yam ta tô ba mục cha bao lô đô kha san tăng ca rinh xa xì ba li san tha ra vút nhà sàn a cha ra cú xa lô xì yam ta tô ba mục cha bao lô đồng kha san tâm ca rinh sa si ba ti san tha ra vô ya sa ma cha ra cu sa lô si yam ta tô ba mục cha bao lô đồng kha san tâm ca rinh sa si. Rồi mấy chào cô tu nữ Phúc Phạn ha. Rồi xin mời Sik Meta Sik Kem. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Dạ cảm ơn quý vị công đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú 376. Bati san tha ra vut yat sa a cha ra ku sa lo si ya ta to ba mok cha ba hu lo duk khat san tăng ka rit sa si. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá tí là hai đoạn âm, sanh trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, rá đoạn âm, út giác là hai trường âm nhấn, sa đoạn âm. A cha hai trường âm thông thường, rá cú xá là ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, xí đoạn âm,
gia trường âm thông thường. Bati san tha ra wut yat sa a cha ra ku sa lo si ya. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, chá, bá, hú là ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, đúc, khắc, san là ba trường âm nhấn và tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm, rít trường âm nhấn, xá, xí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tá tô ba móc chá bá hú lô đúc khắc sàn tăng cá rít xá xí. Dạ, con đọc lại hết bài. Bá tí sàn thà ra vút yát xá à chà ra cú xá lô xí dạ. Tá tô ba móc chá bá hú lô đúc khắc sàn tăng cá rít xá xí. Bati san tha ra vut yat sa a cha ra ku sa lo si ya. Ta to ba mok cha ba hu lo duk khat san tang karit sa si. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Bà tỷ san tha ra vút dạch xa a cha ra cu xa lô si ya. Ta tổ ba mọc cha ba hô lô đô khát san tăng cà rít xa si. Dạ, con đã đọc xong, không biết có chỗ nào sai, xin Ngài chỉnh sửa cho con. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Kính chào quý vị đã cho nghe, ta cho tín hiệu là nghe rõ 4-5 người, nhiều rồi, đầy đủ rồi. Dạ, con xin trả bài ạ. Con chính xá bài câu Kinh Pháp Cú 376. Hồi nãy không biết cái đường truyền con nghe, không biết đường truyền con hay đường truyền của cô Metta nó, con nghe cô đọc với cô ấy nó bị đứt vậy đó. Không biết là tại đường truyền của cổ hay tại đường truyền của con đó, con nghe cũng không rõ. Nhưng mà con cũng hy vọng quý vị nghe tôi liền lạc, không có bị ấy. Nó liên tục nhưng mà nó cắt nhanh lắm, chứ không phải nó liên tục cái nó cắt. Chẳng hạn cô đọc cái chữ đó thì bị mắc rồi nó liên tục, chứ là cắt rất là nhanh, nghe đứt khoảng như vậy đó, chứ vẫn nghe liên tục, không có cắt luôn một lần rất lâu. Cái chẳng hạn cô phân tích bát tí xăng tha thì nghe bát tí xăng cây, không biết do cái nó nhắn chữ nhắn chung, nghe được chữ trường âm nhắn, nó chỉ nhắn vậy thôi à. Nghe như vậy đó thì tôi không biết, thôi chuyện đừng trường sao đâu. Còn từ từ đây tôi trả bài cho xong ha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 376. Quý vị nghe tôi liên tục ha, không có đứt đứt quãng không. Bá tí sằng thà ra vút giá xa à chà ra khu xa lồ si dà. Ta tổ phà móc cha ba hú lồ đúc khát sằng tầng khá rít xá xí. Bá tí sằng thà ra vút giá xa à bá tí sằng thà ra vút giá xa à chà ra khu xa lồ si dà. Ta tổ phà móc cha ba hú lồ đúc khát sằng tầng khá rít xá xí. Đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Bá tí sằng thà ra vút giá trời ơi. Bá tí sằng thà ra vút giá xa à chà ra khu xa lồ si già. Bá tí là hai đoạn âm, sằng là trường âm nhắn, thà là trường âm thông thường, rá đoạn âm, vút giá là hai trường âm nhắn, xá là đoạn âm, a cha hai trường âm thông thường, rá khú xá là ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Bữa nay California, hồi tối hôm qua
nấu gió thổi nhiều quá, ra ngoài dọn dẹp lá nước con mắt quá à, con mắt bị sốt quá. À, đọc lại câu 1 và câu 2. Pati sang tha rabuk yat sa acha rakusa lo si ya. Đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Tato pa mok cha ba hu lo duk kha sang tang karisa si. Nhận đèn lên. À, tá đoạn âm, tô pa trường âm, hai trường âm thông thường, móc trường âm ngắn, chá bá hú ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, đúc khát xăng ba trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, rít trường âm ngắn, xá xí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Tá tô pa móc chá bá hú lô đúc khát xăng tăng rít xá xí. Đọc lại nguyên bài. Pati sang tha ra vuk yat sa a cha ra khu sa lo si ya ta to pa mok cha ba hu lo duk khat sang tang kha rit sa si. Pati sang tha ra vuk yat sa a cha ra khu sa lo si ya ta to pa mok cha ba hu lo duk khat sang tang kha rit sa si. À, bây giờ đọc kệ câu ca kệ đúng hơn. Bà ti sang tha ra vục gia sa a cha ra khu sa lô si ya ta tô pha mộc cha ba hu lô đùng kha sang tăng kha rít sa si. Bà ti sang tha ra vục gia sa a cha ra khu sa lô si ya ta tô pha mộc cha ba hu lô đùng kha sang tăng kha rít sa si. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, trời ơi, rồi một người tịnh tâm gian nhật gian nhất khả mít trà. Cảm ơn Xích Thà. Rồi cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Sư đi lo công chuyện của sư rồi, không có cho ai bông hoa đâu quý vị ạ. À, mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 376. Patit sanh tha ra vuk yat sa a cha ra ku sa lo si ya. Ta tô pa mốt cha ta hú lô đúc khát sanh tăng cá rít sa si. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Thá, tí là hai đoạn âm. Sanh, trường âm nhấn. Tha, trường âm thông thường. Rá, đoạn âm. Vút, giác, hai trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. A, cha, hai trường âm thông thường. Rá, cú, xá, ba đoạn âm. Lô, trường âm thông thường. Xí, đoạn âm. Gia, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Pati sanh tha ra vup yat sa a cha ra ku sa lo si ya. Con thích câu 3, câu 4. Tá, đoạn âm. Tô, ta, hai trường âm thông thường. Mốt, trường âm nhấn. Chá, bá, hú, ba đoạn âm. Lô, trường âm thông thường. Đúc, khát, xanh, ba trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, đoạn âm. Rít, trường âm nhấn. Xá, xí, hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ta tô pa mốt cha ba hu lô đúc khát xanh tăng cá rít xá xí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 376. Pati sanh tha ra vup yat sa a cha ra ku sa lo si ya. Ta to pa mot cha ta hu lo đúc kha sanh tăng ka rit sa si. Pati sanh tha ra vup yat sa a cha ra ku sa lo si ya. Tha thô pha mộm cha ba hú lô đục
cạt xanh tăng Ukarisasi. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh trên thân chào đạo tràng, con xin đọc bài 376. Pati santhara udyasa achara kusalo siya tato pamoccha pahulo dukkha santang karissasi. Pati santhara udyasa achara kusalo siya tato pamoccha pahulo dukkha santang karissasi. Dạ thưa con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Pati santha ra ut yassa. Thưa pati là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ra đoạn âm, ut trường âm nhấn, yass trường âm nhấn, sa là đoạn âm, a cha trường âm thông thường, ra đoạn âm, khú xá là hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Pati santha ravut yassa a cha raku sa lô si ya. Và hai câu kế tiếp, tato pa mo cha pa hu lo dukkha san tang karissasi. Ta là đoạn âm, tô là tô pa trường âm thông thường, mo trường âm nhấn, cha là cha, pa hu là ba đoạn âm, lo là trường âm thông thường, dukkha san là ba trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, ris trường âm nhấn, và xá xí là hai đoạn âm. Dạ thưa con xin đọc lại. Patisantha ravutyasa acharakusalosiya tato pamo pamoccha pahulo dukkha sang tăng karissasi. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con xin cảm ơn, có gì sai con xin Ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sithina. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Huynh Chánh Ngộ ơi, huynh Giang Nhật Hà ơi, quý huynh đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chánh Ngộ hôm nay có cầm mít đọc kinh được không Chánh Ngộ ơi? Lễ bái tam bảo rồi đâu, lặng mất tiêu rồi. Alo, Chánh Ngộ, huynh Giang Nhật Hà, rồi mời quý huynh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng đang ngồi ở ngoài Bắc Kinh, chở có công việc tí, nhưng mà con cũng không biết là âm thanh bên đây có được rõ không. Mấy bữa nghe nhỏ quá. Dạ, con xin đọc bài câu Pháp Cú 376 hôm nay. Pati santha ragut yasa acha rakusa lo siya tato ba mok jabahu lo dukha santang karit sasi. Pati santha ragut yasa acha rakusa lo siya tato ba mok
Chapahulo Dukkhasantang Karisasi. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Batisantha Rawutyasa Acharakusalo Siya. Dạ, ba tí là hai đoạn âm. San là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường. Ra là đoạn âm. Wood, Yas là hai trường âm nhấn. Sa là đoạn âm. A, Cha là hai trường âm thông thường. Ra, Cú, Sa là ba đoạn âm. Lô là trường âm thông thường. Si là đoạn âm. Ya là trường âm thông thường. Patisantha Rawut Yasa Acha Rakusa Lo Siya. Và câu số 3 và câu số 4. Tato Ba Mok Chabahu Lo Dukha Santang Karisasi. Tá là đoạn âm. Tô, ba là hai trường âm thông thường. Mok là trường âm nhấn. Chá, bá, hú là ba đoạn âm. Lô là trường âm thông thường. Đúc, khát là hai trường âm nhấn. San là trường âm nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là đoạn âm. Rít là trường âm nhấn. Xá, xí là hai đoạn âm. Tato ba mok chabahu lo đúc khát san tăng karisasi. Dạ, con xin đọc lại. Patisantha Rawut Yasa Acha Rakusa Lo Siya Tato Ba Mok Chabahu Lo Dukkhat Santang Karisasi. Dạ, con cũng xin kể. Patisantha Rawut Yasa Acha Rakusa Lo Siya Tato ba mong cha ba hu lo dung khát san tăng kha rin sa si. Ba ti san tha ra wun ti ya sa. A cha ra ku sa lo si sa. Tato ba mong cha ba hu lo dung khát san tăng kha rin sa si. Dạ, con nếu có sai, con xin mời sư sửa giùm cho con cùng quý đạo tràng. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời huynh Chánh Ngộ ạ. Dạ, con cảm ơn. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn huynh Nhật Hà, huynh Giang Nhật Hà đã đọc bài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin chào quý vị đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú số 376 trước, sau đó thì phân tích tình cảm. Patisantha Ravudyasa Acha Salo Siya Tato Pamok Chabahulo Dukha Santang Karisasi. Patisantha Ravudyasa Acha Rakusalo Siya Tato pa mok chabahulo dukha santang karisasi. Em xin phân tích câu 1, câu 2. Patisantha rabudyasa acharakusalo siya. Pati là hai đoạn âm. San là trường âm nấn. Tha là trường âm thông thường. Ra là đoạn âm. Vút là trường âm nhấn, Yas là trường âm nhấn, Xá là đoạn âm, A cha là hai trường âm thông thường, Rá cú xá là ba đoạn âm, Lô là trường âm thông thường, Xí là đoạn âm, Gia là trường âm thông thường, Tá là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường. Ba là trường âm thông thường, mốc là trường âm nhấn, chá bá hú là ba đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4, đúc khá san tăng. Câu này chỉ có 3 câu nữa. Đúc khá san tăng, ca rít xá xí.
Dukkhasan là ba trường âm nhấn, tang là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, ka là đoạn âm, ris là trường âm nhấn, sa xí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú và bản dịch. Patisantharavutyasaya rakusalo siya tato pa mokcha bahulo dukha santang karis giao thiệp khéo thân thiện, cư trị mật đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều sẽ dứt mọi khổ đau. Dạ, con xin xuống mic, kính mời quý vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sàng Khải. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Trí Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Con xin trả bài. Pati-santha-va-vut-yasa-a-cha-va-ku-sa-lo-si-ya-pa-to-pa-mok-cha-pa-hu-lo-duk-kha-dukkha-santang-ka-ri-sa-si. Pati-santha-va-vut-yasa-a-cha-va-ku-sa-lo-si-ya. Ba-ti là hai đoạn âm, san trường âm thông, trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, và đoạn âm vút trường âm nhấn, vút yes là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm a cha hai trường âm thông thường, và cú xá là ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, xí đoạn âm, và trường âm thông thường. Batisantha vavut yasa acha vakusalo siya tato pacha bahulo dukkhansan tang charisasi tato là trường đoạn âm, tô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, trá đoạn âm, trá bá hú ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, đúc trường âm, đúc cast san ba trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá trường đoạn âm, rít trường âm nhấn, xá xí hai đoạn âm, tát tô bà móc trá ba hú lô đúc khan san tăng charis sa si bati san tha va bu ya sa bati san tha va bu ya sa a cha va ku sa lo si ya tat to ba mok cha ba hu lo duk khan san tăng charis sa si bati san tha va bu ya sa Achara ku salosiya tato pamok jabahulo dukkan santang jalisasi. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mục đoan trang, do vậy hướng vui nhiều sẽ giúp mọi khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc sao xong, xin có gì sai xin ngài sửa. Kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Trư Tôn Đức, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, và con kính chào Đạo Tràng, và con xin đọc phân tích câu pháp cú 376. Và cảm ơn Đạo Tràng đã cho những từ biết tín hiệu là âm thanh rõ. Batisantha Rawut Yasa Acha Rakusalo Siya Tato Bamok Chabahulo Dukkhasantang Karisasi Batisantha Rawut Yasa Acha Karusalo Siya
Tato bà mốt cha ba hu lô đúc khát san tăng ca si. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bati san tha ra vut yasa a cha ra ku sa lô si ya. Dạ, câu số 1. Ba tí là hai đoạn âm, san là trường âm lớn, tha là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, út là trường âm nhấn, yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Và câu số 2, a cha là hai trường âm thông thường, rá, cú, xá là ba đoạn âm, đô là trường âm thông thường, dí, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Bati san ta ra vut yasa a cha ra ku sa lo si ya. Dạ, con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ta là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, mốt là trường âm nhấn, chá, bá, hú là ba đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Và câu số 4, chúc khát san là ba trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, Chris là trường âm nhấn, xá xí là hai đoạn âm. Tato ba mốt cha ba hu lô đúc khát san tăng ca ri xá xí. Và con đọc lại nguyên câu 376. Pati san tha ra vut yasa a cha ra ku sa lo si ya ta to ba mok cha pa hu lo duk kha san tang ka ri sa si. Pati san tha ra vut yasa a cha ra ku sa lo si ya ta to ba mok cha pa hu lo duk kha san tang ka ri sa si. Dạ con xin kệ câu pháp cú 376. Bati santha ra vut yasa a cha ka ra ku sa lo si ya ta to ba mo cha ba hu lo dukkha santang karissa si. Bà tí san tha ra vụt dân xa a cha ra cu sa lô si ya ta tô ba mông cha ba hu lô đúc khá san tăng ca rin sa si. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Đó là bài dạ, chủ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và kể xong, đọc xong, con có sai, con mong ngài và đạo tràng sửa lại giùm con ạ. Con cũng cảm ơn đạo tràng nhiều. Bây giờ xin mời bàn tay của tình tâm ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý Tăng Ni và kính chào quý Đạo Hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 376. Bati san tha ra vut giá xà a cha ra khú xà lô ra khú xá lô si già tá tô bà móc cháp bá hú lô đúc khanh đúc khả đúc khá san tăng khá rít xá xí. Bá tí san thà quá rút giá xá à chà ra cú xá lồ xí già tá tồ bà móc chà bá hú lồ đúc khá san tăng khá rí xá xí. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Bá, tí là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, bút là
trường âm nhấn, yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, a cha là hai trường âm thông thường, rá, khú, xá là ba đoạn âm, lô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc câu số 1 và câu số 2. Bát tí sanh thà ra vút giác xá à chà ra khú xá lô xí già. Bát tí sanh thà quá rút giác xá à chà ra khú xá lô xí già. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, móc là trường âm nhấn, giá xá là giá là đoạn âm, bá là đoạn âm, hú là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, đức là trường âm nhấn, cát xanh là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm theo giọng nguyên âm, khá là rí là hai đoạn âm, khá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc câu 3 và câu 4. Tá tô ba móc chá bá hú lồ đúc khá đúc khăn đúc khá sanh tăng khá rí xa khá rí xá tí. Tá tô phà móc chá bá hú lồ đúc khá sanh tăng khá rí xá tí khá sát xí. Dạ, con xin đọc hết nguyên câu ạ. Tá tí sanh thà rá vút giá xá à chà rá hú xá lồ xí già. Tá tô bá móc chá bá hú lồ đúc khá sanh tăng khá rí xá xí. Bá tí sanh thà quá rút giá xá à cà rá khú xá lồ xí già. Tá tô bá móc chá bá hồ lồ hú lồ đúc khá sanh tăng khá rí xá xí. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Bà Thi San Tha Ra Vút Gia Sa A Cha Ra Khu Sa Lô Si Ya Ta to ba mok cha pa hu lo duk khan san tang kha ri sa si ba ti san tha wa gut ya sa a cha ra ku sa lo si ya ta to ba mok cha pa hu lo duk khan san tang kha ri sa si. Dạ, con xin, nếu có sai, con xin Ngài chỉnh sửa cho con và quý đạo hữu chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn tịnh tâm. Nam mô Bích Tha Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn chị Metta, Sức Thiện Vũ, Sức Tình Tâm cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Và Như Quỳnh kính mời huynh đạo huynh. Ồ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh, mời Nguyên Tịnh, mời chị hãy thi ha. Và xin thành kỷ. Dạ, kính mời quý vị đưa bằng ca xinh đẹp của mình lên ạ. Trời ơi, Nguyên Tịnh ngang. Rồi, mời Nguyên Tịnh cầm mic.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Và con kính tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 376. Patisantha Ravut Yasa Ayarakusalo Siya Tato Ba Mok Chapahudo Dukha Santang Karisasi. Patisantha Ravut Yasa Ayarakusalo Siya Tato Ba Mok Chapahudo Dukha Khá sàn tầng cá rí xa xí. Ba tí là hai đoạn âm. San là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Vút, yas là hai trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. A, cha là hai trường âm thông thường. Rá, cú, xá là ba đoạn âm. Lô là trường âm thông thường. Xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, móc, móc là trường âm nhấn, chá, bá, hú là ba đoạn âm, lô là trường âm thông thường, đúc, khát, xanh là ba trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá xí là hai đoạn âm. Patisantha Rabut Yasa Acharakusalo Siya Tato Ba Mok Chapahulo Dukha Santang Karisasi. Giao thiệp Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Patisantha Ravujasa Acharakusalusiya Tato Ba Mok Chapahulo Dukhasantang Karisasi. Dạ con, còn chỗ nào sai con kính thỉnh Ngài chỉnh sửa, từ bi chỉnh sửa cho con. Và kính đại bàn chỉnh sửa cho con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá. Patisantara Uttiyasa Acharakusa Losiya Tato Pa Mokcha Bahulo Dukkas Santang Karisasi Karisasi. Con xin đọc lại ạ. Patisanthara Uttyasa Acharakus. Oops. Dạ con xin đọc lại. Con xin đảnh lễ Sư Trí Dũng cùng các cô tu nữ toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ 376 ạ. Pati Santara Uttiyasa Acharakusala Siya Tato Pamok Jabahulo Dukkas Dukkas Santang Karisasi. Con xin phân tách hai đoạn đầu.
Patisantara Utyasa Achara Kusadosiya. Pá là đoạn âm, tí là đoạn âm, sáng là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, út là trường âm nhấn, yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, acha là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, kus là đoạn âm, xá là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, xí ya, xí là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, tá tô tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, pa là trường âm thông thường, mốc là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, bá hú là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, đức cá là hai đoạn âm, đức cá, không phải, đức là trường âm nhấn, cá là trường âm nhấn, xanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Karissa Sasi ka là đoạn âm, Chris là trường âm nhấn, Sa là đoạn âm, Si là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại từ đầu ạ. Pati Sangtara Vudyasa Achara Kusalo Siya Tatopa Mokcha Bahu Lo Dukha Sangtang Karissasi. Con xin kể ạ. Pati Sangtara Vudyasa Achara Kusa Lo Siya Tato Pamok Cha Pahu Lo Dukha Satsang Santang Karisasa. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hướng vui nhiều sẽ dứt mọi đau. Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin hết ạ. Thì con xin sư cùng đạo tràng sửa lỗi cho con ạ. Con xin kính cảm ơn, con xin buông mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ Ngài Trí Đức. Kính chào đạo tràng. Cho nên con đọc một phân tích câu thứ 376. Patisantharabhutyasa acharakusalosiya. Pati là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vút yết là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, a cha là trường âm thông thường, rá cú xá là ba đoạn âm, lô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Patisantharabhutyasa acharakusalosiya.
câu 3 hoặc câu 4. Tato ba mốc chá bá hú lô đút khát sàn tăng cá rít xá xí. Ba tá là trượt, là đoạn âm, tô ba là trường âm thông thường, móc là trường âm nhấn, chá bá hú là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, đút khát là hai trường âm nhấn, đút khát san là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá xí là hai đoạn âm. Bá tí san tha ra vút yát xá a cha ra cú xá lô xí gia. Tá tô bà móc chá bá hú lô đút ká san tăng ká rít xá xí. Bá tí san tha ra vút. Bá tí san tha ra vút yát xá a cha ra cú xá lô xí gia. Tá tô bà móc chá bá hú lô đút khát san tăng các rít xá xí. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Con xin kệ. Bà ti san tha ra vun ya sa a cha ra ku sa lo si ya. Ta tô ba mốc cha ba hú lô đu ca san tăng ca ri sa si. Dạ con xin xuống bích là con có sai chỗ nào xin ngài chỉ con ạ. Con kính chào đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Phúc Hạnh. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Quỳnh đạo Quỳnh bàn tay giấu đâu rồi Quỳnh? Quỳnh đạo Quỳnh ơi, bàn tay giấu đâu rồi? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo. Dạ kính mời Quỳnh. Dạ, đạo Quỳnh xin kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào cô Nhật Quỳnh cùng quý vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu ạ. Dạ. Lâu rồi đạo Quỳnh với vô đây tính đứng ngoài cửa dòm vô mà lúc nào cũng bị cô Nhật Quỳnh kéo vô lớp hết trơn. Dạ, con xin cảm ơn cô. Dạ, giờ đạo Quỳnh chỉ xin đọc kể kinh trước và đọc kể sau, còn phân tích thì quý vị ai phân tích hết rất là rõ ràng. Dạ, dạ đạo huynh xin đọc. Bát tí san tha ra vút yát sa a ca ra cú sa lô xí gia tát tô ba mốc chá ba hú lô đúc khách sang tăng cá rí khách xí. Bây giờ đọc hình xin kệ. Ba tì sang tha ra vụt nhạc xa a ca ru cú xa lô xì ya ta tô ba mục cha ba hu lô đục khát sang thắng ca ri sa si. Và bản dịch của Hòa Thượng Xích Minh Châu đã chuyển ra tiếng Việt như sau là: giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi đau khổ. Đó là Pháp Cú Kinh 376. Đạo Huynh đã đọc kinh và kể xong. Kinh trân trọng kính chào quý vị. Chúc quý vị thân tâm an lạc. Đạo Huynh xin xuống đích và nhường cho mọi người còn lại.
Dạ, xa thú kính cảm ơn huynh đạo huynh có giọng cậy vàng phải không quý vị? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của tập học Bali. Tập học Bali vô tập học mà không chịu đưa tay thì làm sao mà đọc được đây? Tập học Bali ơi, bữa nay có thể lên cầm mic không? Có huynh Giang Nhật Hà chỉ cho cầm mic bằng phone. Thử không? Alo, tập học Bali thử không? Cầm mic đi để cho biết nam hay nữ, cư sĩ hay tu sĩ gì chứ. Alo, tập học Bali có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Rồi, buồn tình rồi, không thèm nhúc nhích rồi. Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay của tập học Bali, dạ con xin được trả bài pháp cuối kinh 376 ạ. Batisanta, mời tập học Bali nha. Hello. Dạ, mời tập học Bali cầm mic lại, nghe alo, rồi mất tiêu. Kính mời tập học Bali cầm mic lại nha. Hello. Alo. Dạ rồi, vậy được rồi. Nam mô Phật mừng quá. Dạ. Tập học Bali hồi giờ chưa cầm mic. Cầm cái mic nó trợt rất hoài, mọi người thông cảm. Con xin đề đầu đảnh lễ sư Trí Đức. Xin kính chào toàn thể đạo tràng. Lần đầu tiên con đọc Bali. Chắc kiểu này con làm 4 ly luôn. Chắc con đọc tiếng được tiếng mất. Con không phân tích được. Thành ra con đọc mọi người thông cảm cho con. Và chỉ con thêm. Patisantha rayut yassa acharakusalo siya tato pamok chapahulo dukhasantan karisasi. Pati santha ravut yasa acharaku salo siya tato pamok chapaholo dukhasantan karisasi. Pati santha ravut yasa acharaku salo siya tato pamok chapaholo dukhasantan karisasi. Dạ con xin kể ạ. Patisantha ravutyasa acharaku salosiya tato pamam chapahulo dukhasantan karisasi. Dạ, con xin cảm ơn đại chúng. Con xin xuống mic ạ.
Xá thủ, xá thủ, kính cảm ơn tập học Bali, cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà đã chỉ dẫn cho tập học Bali cầm mic được. Và hôm nay nghe âm thanh tập học Bali là biết là nam, nhưng mà không biết là tu sĩ hay là cư sĩ, để cho đạo tràng có thể chào hỏi một cách tự nhiên hơn. Dạ, kính chào Xích Trần, 97 tuổi. Xích Trần ơi, Xích Trần có thể cầm mic không, có trả bài không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Xích Trần ơi, alo, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, tập học Bali cầm mic lần đầu như vậy là tốt lắm rồi, cứ tự nhiên sẽ tốt hơn, chừng vài ba lần là tốt. Dạ, Xích Trần 97 tuổi có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Con mới vô chưa biết gì hết, rồi ngồi đã đi nghe Nhật Quỳnh trả bài nha. Nghe Quỳnh trả bài rồi đưa tay nha, để ngài lên, ngài khóa sổ đó là mất quyền lợi đó nha. Nhật cô Nhật Quỳnh mệt không ấy, trời ơi, bán hàng chuyên nghiệp à. Dạ, con xin được trả bài câu khúc của kinh 376. Patisanta Ravut Yasa Achara Kusalo Siya Tato Ba Mok Chabahulo Dukha Santang Karitsasi. Patisanta Ravut Yasa Achara Kusalo Siya Tato Ba Mok Chabahulo Dukha Santang Karitsasi. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá tí, hai đoạn âm, sanh trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, rá đoạn âm, vút trường âm nhấn, giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, a cha hai trường âm thông thường, rá cú xá ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Bá tí san tha ra vút gia xá a cha ra cú xá lô xí gia. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, móc trường âm nhấn, xá bá hú ba đoạn âm, lô trường âm thông thường, đúc khát xanh ba trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, riết trường âm nhấn, xá xí hai đoạn âm. Tato ba móc chắp ba hú lô đúc kha san tăng ka ri sa si. Con xin ôn lại bốn câu. Ba ti san tha ra vut ya sa a cha ra ku sa lo si ya ta to ba mok cha ba hu lo duk kha san tăng ka ri sa si. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, cho vậy hưởng vui nhiều sẽ dứt mọi khổ đau. Tại sao phải không? Rồi Nhật Quỳnh sẽ nhận mất tiền. Dạ, Nhật, con xin được cậy à. Bà ti sanh tha ra vụt gia sa cha ra cu sa lô si ya ta tổ ba mau cha ba hu lô nuk kha sang tăng ca rịt sa si. Rồi, mời hạnh kiểm nha. Alo, dạ con vô được chưa ạ? Dạ con xin kính thành lễ quý sư, quý cô tu nữ. Xin kính chào tất cả đạo hữu trong đạo tràng. Hãy đánh nhanh rút lẹ. Hôm qua đi chùa về, cái tối nghe pháp cái quên sạc điện thoại. Bây giờ vừa sạc. Ba ti san tha ra vút yat sa a cha ra ku sa lo si ya ta to ba mắp cha ba hu lo đúc khanh
dukkha santang karissati pati santha davut yassa aja kalsat rakusalo siya tato ba mak sabahulo dukkha santang karissati. Con xin phân tích một câu hai. Ba tí là hai đoạn âm. San là trường âm nhấn. Tha là trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Vút là trường âm nhấn. Giác là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. A cha là hai trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Cú là đoạn âm, xá là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, tá là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, móc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bá hú là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, túc, khát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, trí là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Đọc lại rồi. Batisantha Dawud Yaksa Aja Dawud Rakusalo siya tato ba sabahulo dukkhasan tang karit sati si. Con xin kể. Bà tì sanh thà ra vút tì vút giác xa. Con đọc lại cái lại. Bà tì sanh thà ra vút giác xa a cha ra u xa. Sai rồi. Bati santha ra vuti vut yat ta à, thôi con bỏ cái kệ đi, cái này vô dễ chứ cái nghe được chị hát đọc lại cái tiếng Việt. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Dạ, con xin hết kính xin sư cùng đạo tràng sửa trong phần này. Bữa nay con vô trễ quá mà con phải lẹ lẹ mới được. Thôi người kêu rồi đó. Alo, 123, 123. Xin khẩn kiểm điện thoại mà mở kiểu này có ngày nó coi như đứt dây loa luôn ha. Điện thoại mà sao mà đọc lớn quá vậy nè. Công nhận hôm nay quý vị rất là tinh tấn, có huynh tập học Bali rồi cũng lên đọc. Không ngờ quý vị giỏi quá ha, đọc rất là chuẩn ha. Như vậy là thành công lắm rồi, mười mấy vị lên đọc luôn. Rất là hoan hỷ. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của tự vấn ha. Câu Phật ngôn 376. Và câu Phật ngôn này có một nguyên sự rất là hay. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Câu đầu tiên: Patisantha Ravut Yasa. Patisantha Ravut Yasa. Patisantha Ravut Yasa. Câu này nó có một cái nhóm từ
dính liền với nhau. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ và cắt ra để hiểu ý nghĩa của những cái từ này. Chữ Patisanthara nó là một danh từ nam tính ha. Akrantapumlinga. Patisanthara là rộng rãi, hào phóng, thân thiện. Hay còn có cái ý nghĩa là giao tiếp. Patisanthara rộng rãi, hào phóng, thân thiện. Rồi cái từ thứ hai trong đó là Vutti. Vutti nó là một danh từ nữ tính. Ikaranta Ithilinga. Vutti có nghĩa là hành vi. Hành vi. Và động từ trong này là động từ Asa. Động từ số ít này có ý nghĩa là nên là, nên trở thành. Vậy thì cái từ Patisanthara Buddhasa nó do ba từ cộng lại ha. Do ba từ cộng lại. Patisanthara là một ha. Buddhi là hai, Asa là ba. Cho nên chúng ta đọc là Patisanthara Buddhasa. Patisanthara Buddhasa có nghĩa là có hành vi rộng rãi. Có hành vi rộng rãi. Và cái hành vi rộng rãi đó chính là cái sự giao tiếp của chúng ta. Cho nên ở đây gọi là giao thiệp. Giao thiệp. Rồi cái câu số 2. Acharakusalo siya. Acharakusalo siya. Câu thứ hai chúng ta có hai từ. Acharakusalo. Acharakusalo do hai từ. Achara là một, kusalo là hai. Chữ achara nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Achara có nghĩa là hành động hay là thực hành. Hành động hay là thực hành. Rồi cái từ thứ hai, kusalo, do cái từ kusala. Kusala là tốt đẹp, là thiện, là khéo léo. Mà chữ kusala này được chia theo chủ từ số ít. Bathamang ekavachana vipatti. Cho nên kusala biến thành kusalo. Như vậy thì chữ acharakusalo có nghĩa là người khéo léo trong hành động. Người khéo léo trong hành động. Rồi chữ siya, đây là một động từ số ít. Từ siya này nó có hai hình thức đó. Một là asa, như là cái chữ cuối của câu đầu asa. Hai là siya. Thì hai cái từ này, hai động từ này nó giống nhau, có nghĩa là trở thành, nên là. Trở thành, nên là. Vậy thì hai câu này, câu 1, câu 2 bổ sung với nhau. Patisanthara Buddhasa Acharakusalo Siya. Nên có hành vi rộng rãi, nên khéo léo trong hành động. Câu 1, câu 2 ha. Nên có hành vi rộng rãi, nên khéo léo trong hành động. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Rồi, bây giờ chúng ta có thể qua câu số 3, câu số 4. Câu số 3.
Tato bà mốc cha ba hú lô. Tato bà mốc cha ba hú lô. Câu số 3 chúng ta có hai từ. Tato là một, ba mốc ba hú lô là hai. Chữ Tato đây là một trang từ, có nghĩa là do đó, từ đó. Tato do đó, từ đó. Rồi, ba mốc cha ba hú lô. Ba mốc cha ba hú lô và hai từ. Ba mốc cha, nó là một danh từ trung tính. A karan ta na pung sa ka linh ga. Ba mốc cha có nghĩa là niềm hân hoan, niềm vui. Niềm hân hoan, niềm vui. Rồi, ba hú lô do cái từ ba hú lá. Ba hú lá nó là một tính từ, có nghĩa là nhiều. Các chữ anh chỉ nó là số nhiều. Vậy thì ba mốt cha ba hú lô tức là nhiều hân hoan, nhiều niềm vui. Nhiều hân hoan, nhiều niềm vui. Và câu cuối cùng, Dukkha Santan Karissasi. Dukkha Santan Karissasi. Câu cuối chúng ta thấy có hai từ, Dukkha Santan. Dukkha Santan do hai từ, Dukkha Sa cộng với anh tăng. Dukkha Sa do cái từ Dukkha. Chúng ta hãy thấy có một cái nickname Sukha và Dukkha hay đến với đạo tràng của chúng ta. Vậy thì Dukkha nó là một danh từ nam tính và được chia theo sở hữu các số ít sát thí quỳ phát thí e ca quá trình ha. Cho nên Dukkha biến thành Dukkhasa. Dukkhasa là của khổ đau. Của khổ đau. Rồi chữ anh tăng. Anh tăng do cái từ anh tá. Anh tá là một danh từ trung tính. Akaran ta na phong sắc là linh ga. Và chữ anh tá này được chia theo đối các số ít đu tì gia quỳ phát tì e có quá trình á. Cho nên chữ anh tá này đã biến thành anh tăng. Anh tăng có nghĩa là điểm chấm dứt. Anh tăng là điểm chấm dứt. Vậy thì Dukkha Santan có nghĩa là điểm chấm dứt của khổ đau. Điểm chấm dứt của khổ đau. Và chữ Karissasi. Karissasi đây là một động từ tương lai do cái động từ Karoti ha. Thì động từ tương lai này có ý nghĩa là sẽ làm. Sẽ làm. Và sẽ làm gì? Sẽ làm cho chấm dứt khổ đau. Alo. Như vậy thì câu số 3, câu số 4. Tato ba mốt cha ba hú lô đúc khát sanh tăng ca ri sa si. Do đó có nhiều hân hoan, vì ấy sẽ làm chấm dứt khổ đau. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4 ha. Tato ba mốt cha ba hú lô đúc khát sanh tăng ca ri sa si. Do đó có nhiều hân hoan, vì ấy sẽ làm chấm dứt khổ đau. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại ha, từ trên xuống dưới ý nghĩa của Phật ngôn 376. Nên có hành vi rộng rãi, nên khéo léo trong hành động. Do đó có nhiều hân hoan, vì ấy sẽ làm chấm dứt khổ đau. À,
xin lặp lại, nên có hành vi rộng rãi, nên khéo léo trong hành động. Do đó có nhiều hân hoan, vị ấy sẽ làm chấm dứt khổ đau. Này Hòa Thượng này, Dư Đức đã phổ thơ lục bát thế này, và xong dài dữ vậy. Khi giao tiếp, lúc vào ra, khiêm hư thuần hậu, nét na tiếng lời, hỷ an niềm niềm chẳng dời, tâm hồn không bận, một đời vô ưu. Rồi tiếp nữa, tiếp giao thân thiện mọi người, đoan trang nho nhã, ý lời thanh tao, hỷ an niềm niềm ngọt ngào, tâm hồn không bận, khổ lao tận lìa. Dài quá bà con ơi. Ơi, câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Quý vị thì ngắn gọn ha. Còn Ngài Giới Đức này thơ thẳng quá. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. Rồi à, như vậy thì chúng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa tự vận ha. À, và chúng ta thấy cái mục này kết thúc được chưa, hay là có gì thắc mắc nữa? Bây giờ chúng ta đi vào cái ý nghĩa của chín câu Phật ngôn này, cái duyên sự của chín câu Phật ngôn này. Mà quý vị thấy rằng khi mà một câu Phật ngôn chấm dứt á, cái điều đặc biệt ở đây trong chín câu Phật ngôn này, mà câu Phật ngôn nào mà chấm dứt thì quý vị biết rằng cái số lượng chứng đắc thánh quả ha, một lần mà chấm dứt một câu Phật ngôn thì quý vị biết rằng có 100 người chứng đắc thánh quả. Đây là một cái điều đặc biệt. À, chúng ta thấy à, khi mà câu Phật ngôn à, cuối cùng là chấm dứt à, thì cũng có 100 vị tỳ khưu chứng đạt A-la-hán. Tức là 9 câu Phật ngôn chấm dứt là 900 vị A-la-hán xuất hiện trên thế gian này. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài có đề cập đến rất nhiều vị tỳ khưu à, và những cái vị tỳ khưu đó à, được Đức Phật khai thị à, để rồi do cái ba la mật quá khứ bây giờ đã chín mùi và chứng đắc thánh quả A La Hán à, khi mà chấm dứt từng câu Phật ngôn. Thì vào thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta ở tại cái núi Pó Quách Tá xứ Á Quan Tì, có Ngài trưởng lão Maha Cách Cha Già Na ngự tại đó. Và cũng tại cái địa phương đó có một cận sự nam tên là Sô Na U Tí Căn Na. Chúng ta chỉ ngắn gọn với cái tên của cái vị cận sự nam này là chúng ta biết là Sô Ná là đủ rồi ha. Sô Ná Cú Tí Cành Ná. Vậy thì chúng ta nhớ hai cái chữ đầu là Sô Ná. Alo Sô Ná, xin nhờ quên viết vậy là sai. Có ai viết chữ Sô Ná này mà viết đúng không? À, viết đúng. Có nghĩa là chữ Sô Ná, chữ N này có dấu chấm. Mà khi mà chữ N có dấu chấm thì chúng ta đọc à, nó là một đoán âm à, nhưng mà nhẹ. Còn chữ N cũng có dấu chấm thì chúng ta đọc cái giọng nó nặng hơn ha. À, thì cái Ngài Sô Ná này đã tịnh tín nơi pháp bảo của Ngài Maha Cách Cha Già Na. Tức là Ngài Maha Cách Cha Già Na dạy pháp cái vùng đó, thì người cần sự nam Sô Ná này tịnh tín, tin tưởng
hoan hỷ nơi những cái lời dạy bảo của Ngài Maha Kachayana. Cho nên cái tâm có vẻ chán nản đối với thế sự, muốn được xuất gia cùng với Ngài, tôn Ngài là vị thầy. Nhưng mà Ngài Maha Kachayana giải thích rõ cái đời sống hoàn hảo có rất nhiều sự khó khăn. Giải thích lần thứ nhất, giải thích lần thứ nhì, đại cái này số ná. Cái đời sống phạm hạnh là cái ngày mà chỉ dùng có một bữa thôi, còn ngủ thì ngủ có một mình à. Đó là điều mà ta thấy người khó mà hành trì. Giải thích lần thứ hai, rồi giải thích lần thứ ba. Nhưng mà cần sĩ nam số ná đã có cái tâm xuất gia rất mãnh liệt, xin được xuất gia đến lần thứ ba. Và qua ba lần giải thích như vậy nhưng mà vẫn nhất quyết xuất gia, thế là Ngài Maha Kachayana đã cho xuất gia sa di. Ba năm sau thì vị sa di Sô ná này mới được thọ khu túc giới. Vì ở trong cái xứ Avanti có rất ít vị tỳ kheo. Đó là một vùng biên địa, một cái nơi xa xăm, cách nơi Đức Phật là 120 giao tuần. Thì 3 năm sau mới được cho tu tỳ kheo. Khi mà thọ khu túc giới xong á, tỳ kheo Sô ná muốn lên đường đến thành Sawatthi để ý kiến bậc đạo sư. Và vị tỳ kheo Sô ná này đã xin phép thầy chế độ của mình, tức là Ngài Maha Kachayana, rồi được Ngài chấp thuận. Và tỳ kheo Sô ná lên đường mang theo cái lời đảnh lễ cùng với những cái điều xin phép Đức Thế Tôn do bậc tế độ sư của mình nhờ vả. Tuần tự du hành, tỳ kheo Sô ná đến kinh thành Sawatthi, đi thẳng vào chùa Kỳ Viên gặp bậc đạo sư. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Phật Ngài đã ân cần thăm hỏi, và Đức Phật cho phép vị tỳ kheo Sô ná được phép ngủ chung trong hương thấp với Ngài. Trong đêm đó, tỳ kheo Sô ná mới tu phần lớn thì ở ngoài trời trong canh đầu, đến canh giữa thì mới vào trong hương thấp. Nhưng mà khi rạng đông á, thì bậc đạo sư mới phán bảo tỳ kheo Sô ná: này Sô ná, hãy tụng đọc pháp đi. Tỳ kheo Sô ná liền tụng thuộc lòng 16 bài kinh trong phẩm thứ 8. Và khi mà Ngài vừa tụng dứt thì Đức Phật ban lời khen thưởng tùy hỷ: xà thủ, xà thủ. Nghe Đức Thế Tôn tán dương tỳ kheo Sô ná, chư thiên địa cầu, kim sĩ điểu, long vương cũng đồng thanh tán dương: xà thủ, xà thủ. Cái tiếng tán dương vang động đến trời phạm thiên. Rồi cái vị thiên tử ngự ở trong nhà của mẹ Sô ná cũng tán thán: xà thủ. Ở nơi đó cách xa kinh thành Sawatthi 120 do tuần. Khi mà nghe tiếng tán thán của vị chư thiên đó thì mẹ của Ngài Sô ná mới hỏi rằng: tiếng ai xà thủ thế? Này nàng đại thiên nữ, đó là tiếng của tôi. Ngươi là ai? Ta là vị chư thiên ngự ở trong nhà này. Ồ, vì sao từ trước đến giờ Ngài không có tán thán tôi mà nay lại tán thán tôi như thế? Này nàng đại chiến nữ, ta đâu có tán thán nàng. Thế thì Ngài tán thán ai? Ta tán thán Ngài Sô ná, con của nàng mà thôi. Ồ, con của tôi đã làm gì mà Ngài tán thán? Hôm nay Ngài Sô ná ngự chung hương thấp với Đức Thế Tôn,
và đã thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe. Đức Thế Tôn tán thán ngài Sona bằng tiếng xà thủ. Chư thiên đều hưởng ứng theo lời này, nên tôi cũng tán thán ngài Sona. Và cái tiếng tán thán đó đã vang từ địa cầu đến phạm thiên giới. Xôi chư thiên, chẳng hay con tôi thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe, hay là Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con tôi nghe? Con của bà thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe. Ồ, nghe vị chư thiên đáp như thế thì các bà tỷ nữ phát sanh năm loại phi lạc, lan tỏa khắp châu thần. Cô ta suy nghĩ rằng, ồ, con ta ở chung cùng hương pháp của bậc đạo sư và thuyết pháp đến ngài được, thì con ta sẽ thuyết pháp đến cho ta nghe được. Khi nào con ta đến, ta sẽ thỉnh cầu thuyết pháp cho ta nghe. Rồi nói về vị tỳ khưu Sona, sau khi Đức Thế Tôn ban lời khen thưởng thì ngài mới suy nghĩ rằng đây là lúc hợp thời ta nên trình bày sự việc mà thầy tế độ của ta đã giao phó. Rồi tỳ khưu Sona nhân danh thầy tế độ của mình là trưởng lão Maha Kachayana bạch xin năm điều nơi Đức Thế Tôn. Một, xin được thọ cụ túc giới với nhóm tăng là năm vị. Hai, xin được mang dép nhiều lớp. Ba, xin được tắm thường xuyên. Bốn, xin được dùng đồ trái bằng da. Năm, nếu có người dân y ở ngoài Sima, xin được phép thọ lãnh. À, đây là năm điều mà đối với những cái nơi xa xôi hẻo lánh, nơi vùng biên địa, nơi biên giới, cho nên cái số lượng chỉ tăng ít. À, cho nên cái điều xin ở đây, xin được thọ cụ túc giới với nhóm tăng năm vị, tức là đủ năm vị có thể hành cái lễ cho tục giới. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, xin được mang dép nhiều lớp. Vấn đề đi lại ở những cái nơi mà coi như heo hút, những cái nơi xa xôi, thì cái vấn đề bảo vệ cho cái bàn chân, xin phép được mang dép khi mà du hành. Điều thứ ba là xin được tắm thường xuyên. Thì quý vị biết rằng nước là một vấn đề khó khăn ở Ấn Độ thời kỳ đó, mà luật thì chỉ cho nửa tháng tắm một lần. Nhưng mà những cái vị này thì vì sức khỏe cho nên xin phép được tắm thường xuyên, chứ không phải là định kỳ mỗi tháng, mỗi nửa tháng mới được tắm một lần. Rồi điều thứ tư là xin được dùng đồ trải bằng da. Đồ trải bằng da ở đây có nghĩa là ngọa cụ, tọa cụ, tức là ở những cái nơi gồ ghề, rừng núi, ở những cái nơi mà không được an toàn, thì cái tọa cụ nếu mà mỏng sẽ đem lại sự thọ cố cho những cái vị ở trong rừng, trong núi, đầu đà, vân vân. Rồi cái điều thứ năm là nếu có người dân y ở ngoài Sima, xin được phép thọ lãnh. Bởi vì quý vị biết rằng chư tăng thời kỳ đó tham khổ, mà những cái y ở ngoài Sima ở đây có ý nghĩa là những cái y phục mà người ta quăng bỏ nơi nghĩa địa, nơi vỉa hè, những cái y phục mà coi như người ta ô uế, người ta sách ta bỏ, hoặc là ta bó tư thi, vân vân. Thì đây là những cái mà gọi là ngoài Sima. Thì xin Đức Phật, vì cái đời sống thiếu thốn cho nên xin Đức Phật cho thọ nhận những cái y phục như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài chấp nhận có bốn cái điều, tức là những cái gì trong Sima thì được nhận, chứ ngoài Sima không được nhận, tức là chấp nhận bốn điều trên. Rồi sau khi mà được ở chùa Kỳ Viên một vài ngày, thì vị tỳ khưu Sona mới xin Đức Phật trở về thăm
tế độ sư của mình, tức là Ngài Maha Kacchajana. Thì kêu Sô Na từ giả Đức Thế Tôn và tuần tự đi về cái xứ Awanti thăm viếng thầy tế độ của mình. Thì sáng hôm sau, trưởng lão Maha Kacchajana cùng vị tỳ khưu Sô Na đi khất thực nơi gia tộc của mình, tức là đi khất thực ngay cái nhà của mẹ của ngài Sô Na. Mẹ của ngài Sô Na thấy con trở về, khởi tâm hoan hỷ, cúng dường trọng thể và hỏi rằng: Bà sư, được biết rằng sư ngụ chung hương thất với bậc đạo sư và đã thuyết pháp cho ngài nghe phải không? Ồ, cái điều này ai đã nói cho thân mẫu biết vậy? Bà sư, có một cái vị chư thiên ngự trong nhà này đã xa thú tán dương sư. Cái đó tôi hỏi ai đó? Thì cái vị đó nói rằng tôi nè. Bà đã thuật lại câu chuyện cho tôi nghe. Tôi thầm nghĩ rằng nếu một con trai của ta mà thuyết pháp đến Đức Thế Tôn được thì sẽ thuyết pháp cho ta nghe được. Vậy thì khi nào con ta về, ta sẽ thỉnh con ta thuyết pháp cho ta nghe. Bà sư, khi mà sư thuyết pháp đến bậc đạo sư nghe được thì sư hãy thuyết pháp cho tôi, được không? Và cái ngày đó tôi sẽ thỉnh trai tăng và nghe pháp của sư. Ồ, tỳ khưu Sô Na nhận lời. Và mẹ cũng nghĩ ta sẽ cúng dường để chư tỳ khưu rồi sẽ đi nghe pháp nơi con trai của ta. Alo, bà con còn nghe không? Ồ, còn nghe hả? Rồi bà ta đã giao phó mọi công việc trong nhà cho cái người tỳ nữ thân tín, dẫn tất cả gia nhân đi đến tịnh xá. Và vị pháp sư thuyết pháp ngày đó chính là tỳ khưu Sô Na, con của bà, đang ngồi giữa pháp tòa. Mà cái tịnh xá này chính bà đã kiến tạo để dân cúng đến chư tăng. Và thời kỳ đó có 900 tiên tướng. Từ lâu chúng đã dò xét cái trang viện của bà tiên nữ này, chờ dịp sơ hở để đánh cướp tài sản của bà. Ngôi nhà của bà đã được canh phòng bởi 7 vòng rào, 7 cánh cửa ra vào độc nhất, mà mỗi cánh cửa thì có 2 con chó hung dữ canh chừng. Và dưới chân hàng rào thì bà đào những cái mương, cái hố, đổ những chất gan nóng cháy, nó cháy đỏ quả hào như vậy đó, mà đổ xuống ở dưới cái hố bên dưới. Ban ngày thì gan nó cháy ra dưới ánh sáng mặt trời, còn ban đêm thì nó đông đặc lại. Người nào mà rớt xuống đó thì có thể bị đứt chân, bị thiêu rụi. Bà lại cho đặt trong nhọn ở mỗi cửa làm bẫy sập. Chỉ có một con đường nhỏ là an toàn thôi. Chính vì vậy mà bọn cướp không thể đột nhập vào ngôi nhà được, do có sự canh phòng nghiêm mật như vậy. Rồi hôm đó nó canh mè được tin bà tiên nữ này cùng với gia nhân đến tịnh xá để nghe pháp. Chúng lập tức kéo đến cướp tài sản của bà ta. Chúng sắp xếp thế này: nếu mà cái bà tiên nữ này hay tin trở về thì cái tên chánh đảng á, chúa đảng á, nó sẽ giết chết bà ta ngay tại cái cửa. Và thế là tên chánh đảng núp vào cánh mè, một cái nơi mà thuận tiện nhất. Rồi bọn cướp thắp sáng cả trang viện, đèn đuốc, mở kho tiền ra khuôn vác đi. Người tớ gái thấy như vậy chạy đến tịnh xá báo tin cho bà: thưa bà, bọn cướp đánh chiếm tài sản, chúng đang khuôn vác ở cái kho tiền. Thì bà ta trả lời: cứ để cho bọn cướp khuôn vác theo ý muốn của chúng đi. Ngươi hãy để yên cho ta nghe pháp.
người đừng có làm hại đến pháp thoại của ta, hãy cứ về đi. Bọn cướp khuân xong cái kho tiền, thu dọn sạch sẽ, rồi nó tiếp tục đi đến kho bạc, rồi khiêng vác ra. Cái người cô gái này thấy thế tiếc của cho chủ, cho nên là chạy đến đường xa và báo tin: thưa chủ, bọn cướp đang đánh cướp kho bạc, khiêng ra thấy nóng ruột quá. Thì bà mới là: hãy để yên cho ta nghe pháp, bọn chúng cứ lấy gì thì chúng cứ lấy đi. Rồi tiếp đó thì bọn cướp đi đến cái kho vàng. Bọn nữ tỳ này, cái cô nữ tỳ này cũng nóng lòng với tài sản chủ, cho nên chạy là bảo: thưa chủ, bọn cướp nó đến lấy cái kho vàng kìa. Thì bà ta mới nói: ta đã bảo bọn chúng muốn lấy gì thì lấy tùy thích, người cứ quấy rầy thì nghe pháp của ta mãi. Nếu mà người còn đến quấy rầy ta nữa, ta sẽ trị tội. Thì giờ đi. Bây giờ thì cái người nữ tỳ này về báo với bọn cướp rằng: này mấy ông, chủ của ta bảo các người muốn lấy gì thì cứ lấy tùy thích, chủ ta không có màng đâu, vì bà còn đang nghe pháp nơi con của bà. Ồ, khi nghe như vậy thì con cướp rất có sự suy nghĩ: chúng ta đã tạo một cái nghiệp nặng rồi, chúng ta lấy tài sản của người có đức hạnh như thế thì tai hại sẽ giáng xuống đầu chúng ta mà thôi. Đầu của chúng ta chắc sẽ bể thành 7 mảnh chẳng sai. Và nghĩ như vậy thì tên chúa đảng ra lệnh cho tùy tùng: đã lấy được những cái gì tài sản trong gia đình này thì hãy đem trả lại. Và được nghe rằng pháp hằng hộ trì người hành pháp như thế, đó là lẽ thường. Vì thế Đức Phật có thuyết giảng rằng: pháp thường hộ trì những người hành pháp, người khéo hành trì pháp sẽ đem lại sự an lạc. Đây là phước báo mà người khéo thực hành pháp, người thường hành trì pháp sẽ không bị thối đọa vào cảnh. Bọn cướp sau khi hoàn trả lại tài sản, đi đến tỉnh xa để sám hối với bà tiên nữ. Và bọn chúng đứng lặng gian để nghe pháp. Ngài Xô Nát thuyết pháp cho đến rạng sáng. Khi mà Ngài rời pháp tọa thì chính lúc đó 900 tên cướp đồng đi đến trước mặt bà tiên nữ, quỳ xuống đảnh lễ và bạch rằng: thưa bà, xin bà hãy tha thứ tội lỗi cho chúng tôi. Này các ông, cái chuyện gì vậy? Chúng tôi đã cột con trái cùng với bà, chúng tôi đã toan cướp tài sản của bà và sát hại cả bà nữa. Ô, này các ông, nếu thế thì tôi sẽ cho các ông sám hối vậy. Thì cái tên chủ đảng đã nói: thưa bà, nếu mà bà đã tha thứ cho chúng tôi thì xin bà hãy cho chúng tôi được xuất gia với con của bà đi. Bà tiểu nữ đảnh lễ tỳ khưu Xô Nát và bạch rằng: bạch sư, bọn cướp này đã tịnh tín do đức hạnh của tôi và chúng được nghe pháp của sư, chúng xin được xuất gia với sư. Vậy thì sư hãy từ bi tế độ cho chúng tôi đi. Này thân mẫu, được thôi. Ngài Xô Nát cho sửa chữa lại y phục trở thành những cái tấm y cà sa, rồi nhuộm những cái y phục đó trở thành hoài sắc bởi buồn đen. Rồi Ngài cho 900 tiên cướp đó xuất gia, thọ trì giới luật. Khi mà bọn chúng thọ cụ túc giới xong, Ngài Xô Nát chia mỗi nhóm thành 100 người, tổng cộng là 9 nhóm, dạy đề mục nghiệp xứ cho họ. 900 vị tỳ kheo ấy học đề mục nghiệp xứ khác nhau, rồi đi tìm đến một ngọn núi, ngồi dưới cội cây mà thực hành pháp. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, cách xa 120 giờ tuần. Ngài quán thấy duyên lành của 900 vị tỳ kheo đó và nhận định pháp duyên của những vị ấy,
Ngài phóng hào quang đi trước mặt các vị đó, lần lượt nói lên 9 câu kệ ngôn cho 9 nhóm tỳ kheo. Và khi mà 9 câu kệ ngôn này chấm dứt thì mỗi câu kệ ngôn là có 100 vị tỳ kheo chứng đạt A La Hán quả cùng với tự niệm phân tích. Các vị thánh nhân vô lậu ấy ngay nơi mình ngồi bay lên hư không, đi đến chùa Kỳ Viên cách đó 120 do tuần, đảnh lễ dưới chân bậc đạo sư và nói lên cái thắng trí của chính mình. Thì trong chương trình này chúng ta thấy rằng chờ đến 3 năm mới xuất gia, vì miền biên địa thiếu tăng già thì khâu xô ná tâm quan hỷ về đến Kỳ Viên viếng Phật Đà, thức kệ Phật nghe, Phật tán dương, tiếng khen vang dội khắp thiên đường, chư thiên ngự tại nhà tiếng nữ kể lại bà nghe chuyện khác thường. Mẹ của tỳ khưu đợi con về thỉnh thầy thuyết pháp để bà nghe, trong giờ thính pháp nghe vui thích, thức cả đêm trường chẳng mỏi mê. 900 tên cướp chiếm nhà bà, vơ vét xong rồi lại bỏ ra, sám hối xin tu cùng đại đức, hành thiền đắc pháp thấy Phật xa. Phật dạy tỳ khưu nhiếp lục căn, vặn gìn giới bổn bạn hiền nắng, sống đời phạm hạnh tâm trong sáng, tự tại an nhiên đạt niết bàn. Quý vị thấy chương trình của Phật ngôn này hay ha. Alo, quý vị còn nghe không? Hôm nay chương trình này rất là dài, và quý vị thấy liên tục 9 câu Phật ngôn là gom lại. Quý vị có ý kiến gì không? Nhưng mà chúng tôi muốn cho quý vị nghe một cái duyên sự này nữa. Tức là trong bài học của chúng ta đã nói lên cái điều đó. Người có tâm tầm cầu học hỏi về giáo pháp, đó là một điều tuyệt vời. Alo, quý vị còn nghe ha, hết sảy luôn ha. Dạ sư ạ, sư hỗ cho con cái quyển kinh này nghe trong bài học không á sư. Tại hôm bữa con có nghe sư dạy mà con không có cái bài này, mà trong cái điện thoại con mắt con kém, con nhìn cái chữ không có được rõ. Con không có cái bài này là con đi lên Google con tìm cái con ra ngoài tiệm con ra ngoài tiệm uy tín đó, con nhờ người ta làm cho con, rồi con về con tập luyện một hôm đó tới nay con tập luyện được khúc này sư nghe con đọc nó đúng không sư, con đọc có sai không sư chỉ giùm con nha. Dhamma caloka thibati saham pati katan cali anthiwa rang aya catha santi thasat tap bara cakra catika desi tu thamang anukam bimang bacang sat tham ma phê tin quy na dành cho ta dân xuất tành cho bành thầm a phi thầm ma chầm măng a cô ta dành tổ cho tốt sách a cô ta dành tổ cho tốt sách cha anh đập khách kêu con gọi. Alo, khách kêu cái là xong ngay à. Quý vị thấy tinh thần học hỏi tuyệt vời không? Nghĩa là thì vấn đề kinh tế ha, sống qua ngày chờ qua đời, nhưng mà cũng phải có đồng tiền để mà chi phí mà sống. Nhưng mà trong cái tinh thần học hỏi về giáo pháp thì quý vị thấy cái giọng đọc vừa rồi. Cái ngày đó không vô học,
Dạ, nhưng mà lại nghe tìm tòi trên Google rồi ra ngoài kia nhờ bên vi tính chỉnh sửa thế nào đó để rồi mày mò học hỏi. Mà quý vị thấy cái tinh thần học như vậy, thấy một cái sự cầm tụ giáo pháp, không có chấp nhất đây là con của tôi thì nó phải nghe lời tôi, không có. Cái vị đại gia đại tiên nữ này nghe pháp nơi con của mình, quán cái gì vậy, đâu có là nói tên tuổi của ai đâu mà Sĩ Nhật Quỳnh làm kiểu này quê lắm nha. Thôi bây giờ chấm dứt, hết giờ rồi. Buổi sinh hoạt của chúng ta qua câu Phật ngôn này rất là tuyệt vời ha. Và đó là một bài học để chúng ta y pháp, không phải y nhân. Người không quan trọng, nhưng mà cái pháp nó mới quan trọng. Rồi xin chấm dứt tại đây ha. Chúng ta lỗ 3 phút rồi. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm tiền, xin quay lực vô biên chỉ toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha va che na so ti vo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Cũng xin nói vài điều rồi chúng ta đóng gom luôn ha. Xin Nhật Quỳnh và đạo tràng hoan hỷ, ngày mai thì chúng tôi đi sớm cho nên không tham gia trong cái room này được. Trước 3 giờ chúng tôi đã đi rồi, bởi vì cũng hơi xa cho nên phải đi sớm để xuống chứng minh một cái cuộc lễ miền Tây. Và cũng báo cho Sĩ Nhật Quỳnh hoan hỷ, chúng tôi đã làm xong 4 phần hôm qua tại tỉnh Thất Phước Đạt, có cuộc lễ tu xe gì và chúng tôi sử dụng số tinh tài đó mở màn cho cái vị sa tăng xe gì đó. Khi mà chúng tôi nói rằng rất là hoan hỷ với cái thiện sự này, một thí chủ tên là Sĩ Nhật Quỳnh ở Mỹ hoan hỷ và là hỗ trợ cho vị xe gì này trong cái sự tu tập về tứ vật dụng, mua sắm sách vở hay lấy gì gì đó trong cái đời sống tu tập. Khi mà chúng tôi đưa cái vị thư đó xong thì chư tăng chứng minh đó thấy chắc cũng nhột nhột hay sao á, rồi mỗi vị cũng móc ra người hùng này người hùng cái kia mà công nhận á. Sĩ Nhật Quỳnh có cái ý kiến cho mở hàng cái là thấy ô ở dưới kia thấy bà con thấy cảm động lắm, thôi móc móc túi móc túi móc túi rồi cho người thấy cái sự hỗ trợ cho có phương tiện tu tập. Mà nói tới tên Sĩ Nhật Quỳnh là chắc ai cũng quan hệ sao mở hàng đắt lắm. Đúng rồi, chính thượng tọa Quán Công ngồi bên móc ra thấy bạc lẻ chứ, nó thâu mơ ông chơi kiểu này kỳ quá. Thì mới lấy những tờ chẳng chẳng, còn bạc lẻ cắt lại. Rồi chị Tăng hôm qua thì số lượng cũng khoảng gần 70 vị luôn. Quý vị biết một cuộc lễ chưa tới một tuần, tức là ngày mùng 8 bố quyết định có chủ lễ. Chủ lễ mới hứa cả. Rồi chuyển khóa ngày mùng 10 thì chúng tôi mới giao tiền cho vị trụ trì. Giao tiền cho vị trụ trì. Từ ngày mùng 10 tới ngày 12 là quý vị thấy một cái vấn đề một cái như là thấy rất là nhanh chóng, để rồi ngày 13 cuộc lễ tiến hành. Tức là trong vòng chưa tới một tuần ha. Thì thí chủ chưa biết cái chùa đó là ở chỗ nào, rồi không biết cái mặt vị trụ trì đó là vị trụ trì nào, mặt tròn hay mặt méo nữa. Nhưng mà đây là một cái điều mà đúng pháp, có nghĩa là
cúng dường đến tăng, dân vật cúng dường đến cá nhân vị nào, không cần biết ông đó lớn to mọc có gì hết, mà thấy rằng 3 tháng an cư không có bị đức hạ. Rồi một ngôi chùa mà chư tăng đã nhập hạ không được cái quả báo thì đó là một điều bất hạnh. Rồi Phật tử có cơ hội để làm thí chủ lễ dân y các thi na đúng cái thời điểm mà không làm, để rồi nếu mà ngày 16 dầu có bỏ ra cả tỷ bạc đi nhưng mà quả báo đâu có bằng cái lễ các thi na. Hai bên đều có lợi, vị sư thọ nhận, chư tăng thì có được năm tháng quả báo, còn người cư sĩ có quả báo tuyệt vời ấy biết cứu. Tại sao mình không chịu làm? Tại sao không chịu làm? Mà đệ tử, cái người mà thí chủ lễ dân y ở tại đó với lại lễ xuất gia, đó là đệ tử của ngài Hòa thượng Tịnh Đức. Chúng tôi chỉ cần chỉ hướng dẫn cho người ta làm. Và thứ hôm qua rất là cảm động, quý vị biết khi mà báo ơn phụ mẫu đọc cái bài đó để lại mẹ con đi, tức là những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm thì xin gạt bỏ từ đây, để chấp nhận cái đời sống tu tập, tức là vô chùa và cạo đầu thì cầu đạo. Cho nên cái giây phút đó rất cảm động. Kính thưa cha mẹ thường kỳ là ở ngoài thì người ta nghĩ rằng cô con mà lại cha mẹ giống như tế sống vậy, người ta sợ lắm. Nhưng mà đây là một hình thức cảm động. Khi nào mà tế sống tức là cầm đây không có nhang khói, chỉ có chắp tay để nói lên cái lỗi lầm, để nói lên cái công ơn của cha mẹ. Hai ông bà ngồi khóc sướng thiệt. Rồi những người xung quanh cũng cảm động, chính thí chủ hôm qua cũng khóc luôn. Bởi vì mang tiếng đệ tử ngài Tịnh Đức chứ ở bên này ai hướng dẫn đâu. Mà chắc cái cuộn phim này nếu mà đưa qua bên ngài Tịnh Đức mà thấy được chắc hai ngài cũng quan hỷ. Bởi vì đệ tử của ngài đã làm cho ngài cũng nên tùy hỷ theo cái phước đó. Quý vị có thể là một vài ngày nữa vô trong YouTube thì đánh Minh Nguyễn hay Nguyễn Minh thì người đó đã quay trọn bộ cái cuộc lễ, rất là cảm động. Mà chưa tăng có những 60-70 vị, quá trời quá đất luôn. Rồi nói lên để cho quý vị thấy rằng Sĩ Nhật Quỳnh khi mà đứng ra bất cứ trong hoàn cảnh nào, làm chủ sĩ hay là tham gia trong đó, thì chúng ta thấy nơi đó được sáng chói, được rạng ngời. Cho nên Sĩ Nhật Quỳnh đã coi như mở hàng, thấy quá đắt luôn, quá đắt luôn. Sa thú nhờ Sĩ Nhật Quỳnh mà chúng tôi cũng hướng lây một phần nào. Thôi bây giờ xin chấm dứt ha, ngày mai chúng tôi không có mặt, quý vị hoan hỷ ha, xin Nhật Quỳnh. Bây giờ xin phép được đóng luôn, bởi thời gian cũng trôi qua, quý vị cũng còn nhiều công việc. Hôm nay có những gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ cho chúng tôi nha. Rồi xin phép quý vị.